Hôm nay, Sở Giáo dục Đào tạo Vĩnh Long tổ chức hội nghị tổng kết chương trình Tôi yêu Việt Nam cấp giáo dục mầm non năm học 2022-2023. Năm học 2022-2023, Sở Giáo dục Đào tạo Vĩnh Long triển khai chương trình Tôi yêu Việt Nam trong cấp học mầm non với nhiều nội dung, trong đó có hướng dẫn lái xe an toàn cho cán bộ giáo viên, hướng dẫn pháp luật về bảo đảm an toàn giao thông, hướng dẫn tích hợp nội dung giáo dục an toàn giao thông cho trẻ trong trường mầm non, công tác tuyên truyền phối hợp với cha mẹ và cộng đồng trong giáo dục an toàn giao thông cho trẻ. Năm học 2023-2024, chương trình Tôi yêu Việt Nam trong cấp học giáo dục mầm non sẽ tiếp tục huy động sự tham gia của gia đình và xã hội, tạo sự thống nhất trong giáo dục an toàn giao thông cho trẻ, đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện mô hình điểm của tỉnh, huyện về xây dựng môi trường an toàn giao thông.